Xin mời các bạn vào một vòng xung quanh tham quan căn cứ Trung ương Cục miền Nam các bạn. Đây là cái bảng các bạn. Đây là một cái bảng rất là lớn. Trích cảm tưởng của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Và xin mời các bạn tham quan một vòng cùng vợ chồng mình. Đây là bãi đậu xe các bạn. Nhà đón tiếp. Quầy bán hàng lưu niệm. Và mình đi tham quan một vòng nha các bạn. Do ngày thường buổi chiều nên cũng vắng khách. Mời các bạn tham quan một vòng. Đi vô trong rất là nhiều nha các bạn. Xuống tham quan với mình dạ. Mời các bạn tham quan cùng vợ chồng mình. Nhà trưng bày khu di tích lịch sử văn hóa quốc gia đặc biệt căn cứ Trung ương Cục miền Nam, và mình đi vào trong tham quan các bạn. Mình vào đây tham quan các bạn. Thời kỳ 51-54. Xe đạp của đồng chí Nguyễn Văn Linh.
đây rất yên lặng các bạn, mình còn không dám nói chuyện lớn.
núi non trùng điệp rất là đẹp. Đường rất là sạch sẽ các bạn. Còn đi vô rất là sâu các bạn. Mình có nghe tiếng người ở phía trong. Bạn có nghe tiếng nước chảy. Đây là nhà thường trực các bạn. Ở trung cục miền Nam. Đây là suối Tiên Cô. Và đây là thác nước các bạn. Nước chảy. Đi vô rất là sâu các bạn. Cây này là cây Conia các bạn. Họ sang. Đây là cái Conia. Còn cái gốc không các bạn? Rất là lớn. Các bạn nào chưa biết cái Conia thì xem hình cho đỡ biết các bạn. Mình cũng không biết cái Conia là cái gì luôn. Và chỉ còn cái gốc thôi. Đây là cái Conia. Mình đi tiếp. Đi dọc con suối trong khu di tích quốc gia đặc biệt. Mình đi quay một đoạn ở ngoài thôi nha các bạn. Đi vô sâu xa lắm các bạn. Và đây có cái hàng rào đi vô nữa các bạn. Rồi mình chạy ra nha các bạn. Đây có cái hàng rào đi ra. Mà thôi mình đi ra. Có mình đi vô cũng sợ các bạn. Sợ rắn rít, sợ con ong. Mình đi chơi ra các bạn. Đây là con suối, suối Tiên Cô. Mình đi ra các bạn.
Mình nghe có tiếng người phía trong mà còn xa lắm các bạn, nên thôi mình đi ra. Trời đã giờ chiều tối, mình tranh thủ ra và về thành phố Hồ Chí Minh. Và mình ra tới đầu quầy. Xe tăng M113 của Mỹ. Đây một chiếc nữa các bạn. Này sẽ tăng M41 rất là bự các bạn. Rất đẹp các bạn. Rất đẹp và hoành tráng. Không có gì quý hơn độc lập tự do các bạn. Dầm có đài phun nước nha các bạn, tối đây có phun nước mà những ngày lễ lớn các bạn. Bạn thưởng lãm bức tranh này bằng gạch men các bạn, chứ không phải vẽ, bằng gạch men. Và đây là vợ mình, cameraman. Mình đi tham quan nhiều nơi khác các bạn. Mình đi tham quan thêm vài điểm nữa các bạn.